Hello, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Diễn đàn Trader Việt. Hôm nay, cuối tuần, như thường lệ là lúc chúng ta ngồi lại với nhau để cùng review lại những cái kế hoạch giao dịch chúng ta đã vạch ra trong tuần vừa rồi, xem độ chính xác tới đâu, cũng như là cùng nhau vạch ra cái kế hoạch giao dịch cho tuần mới. Anh em lưu ý là video clip hôm nay mình được tài trợ bởi nhà môi giới là HF Market, và HF Market hiện đã có chương trình chúng ta gọi là 5 ngày tại châu Âu. Châu Âu xịn sò nha anh em. Và anh em có thể xem chi tiết cái chương trình này ở trong cái link được gắn ở trong cái comment đầu tiên ở phía bên dưới phần comment đó. Rồi mời anh em chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào chỉ số USD Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ, ông trùm của thị trường tài chính đó. So với một số các đồng tiền chính yếu khác thì mình nhìn vào cái đồng USD Index này mình sẽ biết được cái sức mạnh của đồng đô như thế nào. Đó, thì trong tuần vừa rồi chúng ta đã có thứ sáu vừa rồi chúng ta phân tích nó ở đây ha. Chúng ta đã có một cái trading idea, chính xác là hai cái trading idea, tức là hai cái ý tưởng giao dịch. Kịch bản thứ nhất, nếu giá break lên phía đây, phía trên này hồi xuống chúng ta sẽ mua vào. Kịch bản thứ hai, nếu giá break xuống dưới hồi lên chúng ta sẽ bán ra. Và anh em thấy kịch bản break lên là đã chính xác rồi đó. Thứ hai nó tăng, thứ ba tăng lên đây, thứ tư chạy từ trên vùng này nó giảm xuống, nhưng mà thứ năm nó bật lên và thứ sáu bật lên. Như vậy chúng ta mua ở đây rồi, đã hoàn toàn chính xác, bắt được đáy thành công cho USD Index. Rồi mở hàng như vậy là rất là ngon lành. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tuần này thì chúng ta sẽ phân tích đa khung thời gian. Vì vậy chúng ta sẽ nhìn vào cái khung thời gian lớn hơn, gọi là higher time frame, là khung thời gian lớn. Là ở đây chúng ta dùng khung thời gian lớn là khung thời gian tuần. Thì chúng ta thấy USD Index tăng giá ở tuần thứ hai liên tiếp. Và đặc biệt là nếu mà tuần trước đó chúng ta có hai tuần này chúng ta tạo thành mô hình chúng ta gọi là inside week, tức là cái inside bar mà ở khung thời gian tuần weekly đó, thì thanh giá này nó nằm lọt cho trong thanh giá này, nó thể hiện sự nén giá tích lũy. Thì cái tuần vừa rồi nó đã tạo một cú breakout lên phía trên đỉnh của cái thanh giá inside week này, và cú breakout này nó có thể tạo động lực cho USD Index có một cái đà tăng thêm. Nhưng mà quan trọng nhất là ông USD Index ông cần phải vượt qua cái đỉnh này thì ông mới có động lực về lý thuyết nói lên retest lại cái đỉnh này. Về mặt cấu trúc biểu đồ chung, khi chúng ta zoom out, tức là chúng ta thu nhỏ lại, thì chúng ta thấy cái giai đoạn nén giá tích lũy này vẫn đang kéo dài. Và với một cái vùng nén giá tích lũy kéo dài như vậy thì khi nó break đỉnh này để đi lên hoặc break đáy này sẽ đi xuống thì nó sẽ có một cái chuyển động giá rất là mạnh mẽ diễn ra. Theo lý thuyết của phân tích kỹ thuật nha anh em, lý thuyết có thể đúng và có thể sai, nhưng mà lý thuyết của phân tích kỹ thuật nói là khi mà một cái vùng nén giá kéo dài càng lâu thì một cú breakout ra khỏi vùng nén giá đó nó sẽ tạo ra một lực đẩy giá đi cực kỳ mạnh. Chúng ta có thể thấy ví dụ như giai đoạn này nó đi ngang ở đây và nó break, nó đi lên rất là mạnh ở đây, hoặc là giai đoạn đi ngang ở đây sau đó break thì đi xuống nhưng mà không có quá mạnh ha, hay là giai đoạn đi ngang ở đây sau đó nó quét lên quét xuống và nó đi xuống. Thì cái sự chuyển hóa ở đây thì chúng ta có một nhịp tích lũy và sau đó break lên rất là mạnh ở đây, thì chúng ta thường có một cái sự chuyển hóa giữa hai cái trạng thái, đó là tích lũy đi ngang và có xu hướng là đi lên hoặc đi xuống. Thì đây là cái rất là cơ bản, rất là basic của thị trường nếu mà chúng ta nhìn từ góc độ phân tích kỹ thuật. Thì ở đây chúng ta quay lại khung thời gian tuần, chúng ta thấy có cú breakout mô hình inside bar ở đây thì sẽ có động lực tăng lên cho USD Index thêm một chút xíu nữa. Và chúng ta, như chúng ta vừa mới nói rồi, cần một cú break ở đây để mà đi lên phía trên này. Rồi chúng ta như vậy chúng ta đã có một chút động lực tăng giá nhìn từ khung thời gian tuần. Rồi khung thời gian ngày chúng ta sẽ có gì? Giá đang tiếp cận cái kháng cự này, kháng cự này. Thì tiếp cận kháng cự thì luôn luôn không phải là một vùng phù hợp để chúng ta mua vào ha. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên chúng ta sẽ thận trọng hơn. Chúng ta sẽ thận trọng hơn bằng cách chúng ta sẽ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chúng ta nếu giá hồi trở xuống thì chúng ta sẽ mua. Giá hồi trở xuống thì chúng ta sẽ mua vào. Giải pháp thứ hai, nếu giá break lên phía trên này để đi lên phía trên, hẳn phía trên này luôn, thì chúng ta thấy là gì? Cái vùng khung giá đi ngang ở đây nó đã bị phá vỡ, và lúc đó thì động lực tăng giá nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ chờ một cái nhịp pullback kéo ngược xuống, retest lại cái vùng này để đi lên. Thì thường trong phân tích kỹ thuật người ta sẽ đánh giá rất là cao những cái cú mà gọi là pullback đầu tiên sau breakout, tức là gì?
Đây là một cái vùng giá break lên phía trên, thì cái nhịp pullback đầu tiên đó retest lại, chúng ta gọi là hồi lại để kiểm kiểm chứng, kiểm định hoặc là chạm lại đó, thì nó sẽ là một cái cơ hội để chúng ta mua vào. Thì ở đây nếu có một cái breakout lên phía trên này và retest xuống trở lại thì chúng ta sẽ có một cái điểm giá để chúng ta mua vào. Chúng ta có thể kẻ thêm một cái đường trendline ở đây, để cho nó tạo thêm một cái support ngay vùng này. Và chúng ta nếu chúng ta muốn tạo một cái kênh giá thì chúng ta vẽ một đường song song ở phía trên này. Đó, chúng ta vẽ đường song song ở phía trên này. Thì đó là kịch bản cho USD Index. Thì USD Index trong tuần này với cú breakout ở khung thời gian tuần, thì chúng ta sẽ chuyển hướng sang cái ý tưởng tiếp tục duy trì cái ý tưởng mua vào ở khung thời gian ngày, và cái ý tưởng đó đã giúp cho chúng ta bắt đáy trong tuần vừa rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang vàng. Chúng ta sẽ đi sang vàng thì chúng ta thấy là gì trong tuần vừa rồi? Chúng ta dự kiến nếu mà vàng pullback về vùng này để retest cái đỉnh này thì chúng ta sẽ mua vào, hoặc nếu xuống sâu hơn để retest thì chúng ta cũng mua vào luôn. Thì chúng ta thấy rốt cuộc thì hôm thứ hai vừa rồi chúng ta đã bắt đáy thành công với cái cú giảm xuống hôm thứ hai bật lên, thứ ba cũng giảm xuống nhưng mà chưa tới vùng mua rồi bật lên, thì cuối cùng thứ tư đã giá đã bật lên và thứ năm giá được đẩy cao lên phía trên. Thì cái yếu tố này, cái hành vi giá như vậy đã giúp cho chúng ta bắt được đáy thành công cho vàng ở trong tuần vừa rồi. Như vậy USD Index cũng bắt bắt đáy thành công, và vàng chúng ta cũng đã bắt đáy thành công, là một cái mở đầu rất là thuận lợi cho cái bài phân tích tuần vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích đa khung thời gian thì chúng ta thấy điều gì? Wow, có một cái tín hiệu chúng ta đã thấy là không ok lắm rồi. Thì trước đó chúng ta có mô hình inside bar, khi mà cái thanh giá tuần rồi đó, tuần trước đó, nó nằm lọt vào trong thanh giá tuần trước nữa. Thì với cái inside bar này thì chúng ta thấy có một sự nén giá tích lũy diễn ra, và đây bản thân nó cũng là một cái narrow range, tức là một cái thanh giá có biên độ hẹp, thì đây là một cái hành vi nén giá. Nhưng mà tuần vừa rồi chúng ta đã thấy một cú, chúng ta gọi là một cú rung lắc shake out hay là face break gì đó, nó có nhiều tên gọi cho một cái hành vi giá. Thì ở đây chúng ta thấy giá quét lên phía trên, trên trên lên trên cái số tròn 2.200 luôn, nhưng mà không giữ được và kéo ngược trở xuống, và tạo thành một cái chúng ta gọi là bẫy giá tăng, tức là face spread, bẫy giá tăng hoặc là bẫy tăng giá hoặc là bẫy bò đó, bull trap thì nó là cùng một cái tên gọi. Thì với việc mà chúng ta nhìn qua bên trái thì chúng ta thấy là gì? Đây là vượt lên trên cái đỉnh phía trên này và vượt trên cái đỉnh này nhưng mà bull trap trở lại, thì chúng ta có thể gợi cái khả năng là vàng có thể sẽ có một cái điều chỉnh giảm trở xuống, điều chỉnh giảm trở xuống. Tại vì cú face spread khỏi cái mô hình inside bar này, về mặt phân tích kỹ thuật thì nó gọi là mô hình Fakie inside bar face breakout. Thì ở đây với cái cú inside bar face breakout ở đây thì cái nhịp tăng của vàng có thể chững lại và thậm chí là có thể điều chỉnh giảm xuống. Như vậy nếu chúng ta mua vào thì chúng ta không nên mua ngay lúc này ở khung thời gian tuần, chúng ta nên đợi một nhịp pullback kéo ngược trở xuống. Rồi ở khung thời gian ngày chúng ta có gì? Cùng thời gian ngày chúng ta cũng có một cái cú face spread rất là mạnh hôm thứ năm này. Chúng ta có một cái khung giá ở đây, khung giá này đã bị quét xuống đầu thứ hai xuống, face spread phía dưới chạy lên phía trên, nhưng sau đó thì face spread phía trên và kéo ngược xuống phía dưới, kéo ngược trở xuống phía dưới. Thì điều này cho thấy là gì? Phía dưới này có lực mua, còn phía trên này có lực bán, thậm chí lực bán rất là mạnh trên vùng trên 2.200 nè. Cái giá này quét lên phía trên nhưng mà không thể giữ được ngay trong cái ngày đó luôn và bị xả ngược trở xuống. Thì với cú face spread này thì nó gợi khả năng là vàng có thể bị kéo ngược trở xuống. Thì ở đây chúng ta có cái khung giá ở đây thì kéo ngược trở xuống, nhưng mà không không phải là dấu hiệu của một sự đảo chiều, tại vì cấu trúc biểu đồ với một cái đường dốc thẳng đứng lên như thế này thì vàng vẫn đang rất là mạnh, nên chính vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên mua vào vàng, đặc biệt nếu mà có một cú face spread xuống phía dưới biên dưới của vùng khung giá sau đó kéo ngược trở lên, thì nói thiệt là cái tín hiệu mua nó sẽ đẹp hơn. Ở đây chúng ta sẽ có kháng cự ở đây ha. Đó. Thì đó, nếu có một cú quét xuống phía dưới này, quét xuống sau đó đi lên thì chúng ta sẽ mua ok hơn. Ngược lại chúng ta vẫn hoàn toàn có thể có một cái cú hồi giá sâu xuống phía dưới để retest lại cái PPZ tận dưới này, không sao, nó cũng là một cái cơ hội để mua. Nó có thể fake out, tức là quét xuống dưới vùng 2001 này, sau đó nó kéo ngược trở lên, thì đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta mua vào, tương tự như một cái cú fake out nhưng mà hướng ngược lại ở trên 2002 này, quét lên và đi xuống. Thì bây giờ nó quét xuống nó đi lên, ở đây chúng ta cũng có một cú fake out xuống dưới 2000, ở đây cũng là một cú fake out xuống dưới 2000. Thì nếu những hành vi giá fake out quét xuống tạo face spread xuống phía dưới vùng 2001 và chạm vào cái vùng PPZ này bật lên, thì đó cũng là một cơ hội để mua vàng. Như vậy thì vàng chúng ta chốt lại là trong tuần này chúng ta sẽ tiếp tục mua, tuần trước thì chúng ta đã bắt đáy thành công rồi, tuần này chúng ta sẽ tiếp tục mua đấy nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang dầu.
chúng ta sẽ đi sang dầu. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta có hai kịch bản đều là mua dành cho dầu. Thì kịch bản thứ nhất là chúng ta đợi giá break lên phía trên này, retest xuống để mua. Thì kịch bản này đã xảy ra khi ngay thứ hai là giá break lên, thứ ba đi lên, nhưng mà thứ tư giá quay về, thứ năm, thứ sáu quay về. Nhưng anh em thấy là gì? Chỉ chạm vùng mua thôi, chưa bật lên. Như vậy thì cái kế hoạch giao dịch của chúng ta, cái ý tưởng giao dịch mua vào quanh vùng này của chúng ta mới chỉ hòa vốn thôi, giá vẫn đang nằm ở vùng mua. Còn ở dưới này thì chúng ta chưa về tới. Rồi như vậy chúng ta vào lệnh hòa vốn, chúng ta chưa mất tiền, không được tiền mà cũng chưa mất tiền. Và trong tuần này thì chúng ta thấy dầu đã chững lại với một thanh giá trong projection, thì chúng ta gọi nó là một thanh bearish bin 3, bóng trên rất là dài và kéo ngược trở xuống và đóng cửa trong bên trong biên độ của thanh giá trước. Như vậy đó là một cái sự suy yếu. À, một cái sự suy yếu, và ở đây đang là một cái nùi ngay đây ha, những thanh giá đang xen lẫn nhau đây và quét lên kéo ngược xuống, thì đây là một cái sự suy yếu rồi. Thì điều này cho thấy là gì? Dầu chúng ta không nên mua đuổi ở khu vực phía trên này vì dễ có cái sự mà gọi là bị chặn lại phía trên. Ở đây cái tuần vừa rồi hành vi giá đã cho thấy cái lực chặn đó, và chúng ta nhìn ngang qua thì chúng ta cũng thấy đây là một cái vùng thường xuyên chặn giá ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Ở đây thì đẩy lên, ở đây thì có thể đẩy xuống. Nên chính vì vậy chúng ta có thể không mua đuổi dầu ở phía trên này nữa. Nếu muốn mua thì chúng ta mua phía dưới, chúng ta không mua đuổi ở phía trên. Như vậy là dầu có một cái gì đó hơi xấu một chút nhìn từ khung thời gian tuần. Còn khung thời gian ngày thì sao? Chúng ta thấy là gì? Cái cú hồi lại ở đây thì nó cũng chưa có ảnh hưởng gì đến cái cấu trúc tăng giá của dầu, gồm các đỉnh đáy đi ngang và đặc biệt là break qua cái vùng 80 rồi. Vùng giá 80 này thì đó vẫn là một cái nét tích cực dành cho dầu ở khung thời gian tuần. Thì cái kế hoạch B của chúng ta thì vẫn là mua phía dưới này. Nếu mà giá hồi sâu xuống phía dưới này thì đây sẽ là vẫn là một cái vùng PBZ mà chúng ta có thể chờ mua được đó. Còn cái vùng phía trên này thì sao? Chúng ta thấy dầu đang tích lũy ở đây với một cái inside bar. Ở đây là một cái inside bar. Ở đây là một cái inside bar, miếng giá tích lũy đó. Thì bây giờ chúng ta muốn có một cái động lực tăng giá cho dầu thì chúng ta cần phải có một cú break lên phía trên cái inside bar này, break lên đó, thì lúc đó giá nó có thể hồi về, nó retest một chút xíu và chúng ta có thể mua vào. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Cái vùng số tròn ở đây là vùng số tròn 80. Dầu đã quá là tốn sức, quá là tốn thời gian để đi quanh cái vùng 80 này trước khi phá vỡ lên, nên có thể sau khi phá vỡ rồi thì dầu thì cái vùng 80 này nó sẽ đóng vai trò gọi là chúng ta gọi là resistance turn into support, tức là cái vùng kháng cự chuyển thành vùng hỗ trợ. Thì đây là cái vùng mà resistance cũ, tức là kháng cự cũ, thì nó có thể chuyển thành một cái vùng hỗ trợ ngay đây, thì đó là cái điểm mà chúng ta có thể mua vào tiếp. Ở đây chúng ta có thể vẽ một cái trendline support ngay đây đó, thì ở đây dầu có thể mua ở đây. Rồi như vậy dầu trong tuần vừa rồi chúng ta hồi vốn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về EURUSD, cặp tiền mà được trade phổ biến nhất trong cái thế giới tiền tệ. Rồi chúng ta thấy là gì? Trong kịch bản trong tuần vừa rồi thì chúng ta có cả mua và bán luôn. Mua thì không kích hoạt được rồi tại vì giá không lên tới trên này. Bán thì chúng ta đợi break xuống phía dưới này, hồi lên retest thì mới bán ra, thì cái kết quả là chúng ta mới có phần break xuống thôi. Hồi lên retest chúng ta chưa có ha. Thì như vậy là cái kế hoạch giao dịch trong tuần vừa rồi dành cho EURUSD chúng ta đã không thể kích hoạt được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích đa khung thời gian nha anh em. Chúng ta thấy là gì? EURUSD thì đã có một cái tuần giảm giá mà chúng ta thấy là gì? Có cái bóng trên và giá đóng cửa tận đáy. Nghĩa là gì? Trong tuần phe mua đã có nỗ lực đẩy giá trở lên tới đây, nhưng mà phe bán đã kéo xuống rất là mạnh mẽ và thậm chí đóng cửa luôn thanh giá tuần weekly candle này ở cái đáy của nó, nghĩa là phe bán thắng hoàn toàn luôn. Cái lực đẩy lên trong tuần vừa rồi của phe mua đã bị đánh bại hoàn toàn. Và ngoài ra về mặt cấu trúc biểu đồ thì cái thanh giá giảm của tuần vừa rồi nó cũng đã phá vỡ cái mô hình inside bar phía trước đó này. Thanh giá còn nằm trong thanh giá mẹ gọi là inside bar, hay là ở khung thời gian tuần thì chúng ta gọi là inside week, nếu mà trong thời gian ngày thì chúng ta gọi là inside day đó. Thì day inside week này đã bị phá vỡ. Thì với cú phá vỡ giảm này thì nó về mặt lý thuyết nó có thể tạo động lực cho EURUSD có một cái động lực giảm giá xuống cái đáy cũ ở vùng này. Và nếu cái đáy cũ này bị phá luôn thì là cơ sở cho EURUSD giảm về cái đáy này. Tại vì bây giờ chúng ta đang có khả năng hình thành mô hình đảo chiều giảm gọi là vai đầu vai, chúng ta gọi là head and shoulder pattern, tức là một cái mô hình biểu đồ mà
về giảm giá thì chúng ta đang đợi giá phá vỡ cái đáy này ở đây thì nó sẽ có động lực giảm về đây. Và ở đây chúng ta cũng có một cái chúng ta gọi là mô hình đỉnh đầu hai vai lớn luôn, cái vai ngay đây, cái đầu ngay giữa và cái vai ngay đây đó. Thì cái vai này gọi là cái vai phức, tại vì phức tức là complex, tức là phức tạp đó, tại vì ở đây nó có tới hai cái đỉnh vai ở đây, hai cái đỉnh đầu ở đây có thể là một cái vai phức tạp nữa, thì ở đây nó sẽ giảm về đây. Và nếu mà break ở đây thì nó có thể làm cái động lực để nó khiến cho RSD giảm rất là sâu xuống bên dưới, tại vì cái giai đoạn đi ngang này kéo dài khá là dài rồi. Rồi ok, như vậy RSD nhìn ở trong khung tuần vừa rồi thì nó đang thiên về giảm. Ở khung thời gian ngày thì chúng ta thấy là gì? Giá đã break xuống phía dưới này và thể hiện sự suy yếu, sự suy yếu. Thì đây sẽ là cái vùng quan trọng cho RSD ở đây. Tại vì về mặt lý thuyết, khi mà giá phá qua cái đáy này, thì cái sự suy yếu đã rất là rõ ràng, tại vì lúc đó nó đã, cái đáy này là cái đáy mà đẩy lên tạo cái đỉnh giá trên này, và bây giờ nếu mà nó phá qua thì coi như toàn bộ cái áp lực tăng giá của cái nhịp đẩy này coi như là đã bị hấp thụ hết. Chính vì vậy chúng ta có thể đợi nó break xuống một chút xíu, sau đó nó retest thì chúng ta sẽ bán ra. Nó tạo một cái lower low, một cái đáy giá thấp hơn so với cái đáy này, nó sẽ thay đổi về mặt cấu trúc, thì lúc đó chúng ta bán ra sẽ phù hợp hơn. Còn ngược lại thì nếu mà giá hồi lên phía trên này thì sao, thì thực sự chúng ta cũng có thể đó là một cơ hội để bán ra, vì lúc đó chúng ta kỳ vọng mô hình chúng ta gọi là mô hình hai đỉnh double top, hai đỉnh ở đây, hai đỉnh giá thì cũng là một cái mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm. Thì ở đây chúng ta thấy có cái số tròn rất là mạnh là 1.10, nó đang án ngữ tại đây, thì nó cũng là một cái yếu tố kỹ thuật mà khiến cho chúng ta thiên về cái khả năng bán hơn đó. Thì ở đây kịch bản cho RSD trong tuần tới của chúng ta sẽ là bán. Rồi GU, GBP USD cũng là một cặp tiền rất là được giao dịch thông dụng ở trên thị trường Forex. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta có tới 3 kịch bản cho GU, thì gồm có 2 kịch bản mua và 1 kịch bản bán. Kịch bản bán dưới này không vào được, kịch bản mua trên này không vào được. Thì chỉ có một cái kịch bản mua này được kích hoạt khi giá giảm về vùng mua, nhưng mà rất tiếc thì giá cũng đã không bật lên từ vùng mua, nghĩa là chúng ta đang có một cái ý tưởng giao dịch hòa vốn, giá nằm ở vùng mua luôn, không giảm xuống dưới để stop loss, nhưng mà cũng chưa bật lên phía trên để mà có lợi nhuận. Rồi chúng ta sẽ phân tích trong tuần này từ góc nhìn đa khung thời gian như khung thời gian tuần. Thì bản Anh GU cũng đã có một cú breakdown xuống khỏi mô hình inside 3 của cái tuần trước đó, inside week của tuần trước đó, khi cái thành giá con nằm trong thành giá mẹ. Thì đây là một cái sự suy yếu về mặt hành vi giá, về mặt price action. Thì ở đây cái cú đẩy lên tạo breakout ở đây đã bị hấp thụ hết trở xuống sau cái thanh giá mà đóng cửa ở dưới nó. Như vậy đây là một sự suy yếu dành cho GU. Và GU thì với cái cấu trúc ở đây vẫn đang đi ngang và cần một cú phá đáy ở đây, là phá đáy cái vùng đi ngang này, thì nó có thể tạo động lực cho GU giảm xuống sâu hơn phía bên dưới. Đó, giảm xuống sâu hơn phía bên dưới. Ở đây chúng ta có thể, chúng ta gọi là nó là một cái mô hình, có thể gọi là mô hình hai đỉnh. Một đỉnh bên này, một đỉnh bên này, chúng ta gọi là mô hình đỉnh. Hai đỉnh Eva và Adam. Adam là một cái đỉnh nhọn và Eva là một cái đỉnh tù. Thì đây là mô hình Eva Adam. Đây là mô hình hai đỉnh nhà Eva Adam. Và nếu chúng ta có một cú break xuống phía dưới này thì nó có thể là một cái cơ sở giảm giá thêm dành cho GU xuống phía bên dưới. Ok, như vậy thì nhìn từ khung thời gian tuần thì chúng ta đã bắt đầu thấy sự suy yếu cho GU sau cái cú phá vỡ xuống mô hình Inside 3 trước đó, và cả cái phá vỡ khỏi cái thanh giá đẩy tăng giá của tuần vừa rồi. Như vậy với cái sự suy yếu của GU ở khung thời gian tuần, thì ở khung thời gian ngày chúng ta sẽ chờ bán. Cái kịch bản bán này chúng ta sẽ vẫn giữ. Nếu mà giá breakout xuống phía bên dưới khung giá này luôn thì rõ ràng đó là một yếu tố khiến cho GU hình thành xu hướng giảm, tại vì nó đã đi tăng ở đây và nó vượt, nó breakout lên phía trên này nhưng mà nó đi xuống. Đó, thì ở đây cái cú breakout này đã bị face break rồi, thì nghĩa là điều đó đang cho thấy sự suy yếu của GU. Và nếu break xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ bán ra. Kịch bản thứ hai để bán ra nữa là kịch bản nếu có giá hồi lên phía trên này thì chúng ta sẽ bán. Giá hồi lên trên này chúng ta sẽ bán. Coi như trong tuần này chúng ta sẽ chuyển đổi kịch bản sang hướng bán ra dành cho GU. Thì đó, đây là anh em thấy ở đây giá đẩy xuống đi ngược trở lên và nhanh chóng bị đẩy xuống rất là mạnh trong hai ngày cuối tuần vừa rồi, thì điều này cũng đã là một cái minh chứng xác nhận là vẫn còn lực bán rất là mạnh mẽ ở cái vùng giá này. Vì vậy với cái sự suy yếu khung thời gian tuần và khung thời gian ngày cũng đã có một cái nhịp đẩy từ phía trên này đẩy xuống, hấp thụ toàn bộ cái lực tăng lên này, thì điều này là một cái
yếu tố suy yếu. Anh em thấy này, ở đây cái nhịp đẩy ở đây lên đến đây và hấp thụ ngược trở xuống, nó là một cái mô hình chữ chúng ta gọi là chữ V đảo ngược đó. Và với một cái mô hình chữ V đảo ngược như vậy thì đó là một cái dấu hiệu là lực bán ở phía trên rất là mạnh. Ok, như vậy chúng ta đã thấy cái khả năng là trong tuần này chúng ta sẽ chuyển sang cái hệ gọi là bán cho GU chứ không mua nữa. Rồi, chúng ta đi sang Bitcoin. Bitcoin trong tuần vừa rồi chúng ta có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là mua ở đây với kỳ vọng bật lên, kịch bản này đã stop loss rồi, giá quét xuống phía dưới mới bật lên. Kịch bản thứ hai mua phía dưới này ở vùng 60.000 thì kịch bản này đã không được kích hoạt. Tại vì sao? Giá chưa giảm tới thì nó đã bật lên rồi. Như vậy cái vùng mua của chúng ta nó đã bị gọi là nó đã bị sọt khe ngay giữa ha, giá sọt vào vùng ở giữa và bật ngược trở lên. Ok, như vậy thì chúng ta đã dừng lỗ kèo đầu tiên, đó là kèo dành cho Bitcoin. Sau một số kèo trúng đỉnh đáy như là của vàng, như là của USD Index. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích Bitcoin trong tuần tới. Trong tuần tới nhìn từ khung thời gian tuần thì sẽ như thế nào đây? Chúng ta có tuần giảm giá thứ hai liên tiếp. Thì anh em thấy từ nguyên cái chặng tăng giá từ phía dưới này lên thì Bitcoin chỉ có thường chỉ có hai tuần giảm giá là nó hết giảm tuần giai đoạn này hai tuần nè. Giai đoạn này mấy giai đoạn này chỉ giảm một tuần, giai đoạn này giảm 2 tuần, giai đoạn này giảm 1 tuần, giai đoạn này giảm 2 tuần. Thì về mặt thống kê thì nếu mà hành vi đó lặp lại thì tuần tới đây chúng ta sẽ có một thanh giá tăng dành cho Bitcoin. Nhưng mà cái thanh giá tăng của chúng ta ở đây chúng ta xét trong cái bối cảnh này thì chúng ta thấy nó cũng hơi rợn. Tại vì sao? Tại vì cái tình trạng overbought bị mua quá mức dành cho Bitcoin sẽ vẫn đang còn và giá đang nằm ở ngoài biên trên của candle channel. Đó, nghĩa là cái khả năng điều chỉnh giảm vào bên trong cái nền channel này nó vẫn còn cao hơn so với khả năng đi tăng tiếp. Thì Bitcoin trong tuần vừa rồi với thanh giá giảm và kéo ngược lên như thế này thì nó vẫn còn lực mua. Ba cái thanh giá đây đều có một cái lực mua từ bên dưới hết, mặc dù là ba thanh này là ba thanh overbought, tức là bị nằm ngoài hoàn toàn biên trên của cái nền channel đó, nhưng mà vẫn có một cái lực mua được thể hiện. Và chúng ta thấy là gì, phe mua thì vẫn còn mạnh vì cái cấu trúc biểu đồ đây vẫn là biểu đồ tăng giá với một cái độ cong lên rất là mạnh mẽ. Thì do cái tình trạng extreme, tức là quá mức đang diễn ra như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng là chúng ta sẽ đợi Bitcoin giảm xuống rồi mới mua, chứ chúng ta sẽ không mua đuổi nữa, không mua đuổi ở phía trên vì bây giờ rất là dễ bị, chúng ta gọi là dễ bị bootstrap. Thì ở đây chúng ta đã có bootstrap ở cái thanh giá của tuần trước rồi, khi giá này anh em thấy vượt lên trên cái đỉnh mọi thời đại trước ở quanh 70.000, vượt lên tới 74.000, sau đó kéo ngược trở xuống rồi, chưa có đóng cửa phía trên này nha, hoàn toàn chưa có thanh giá đóng cửa vượt phía trên cái đỉnh cũ này, nghĩa là chưa có một cú breakout. Và khi chưa có cú breakout mà quét lên như vậy thì nó có khả năng sẽ có điều chỉnh giá trở xuống, và đặc biệt trong cái bối cảnh nó đang có extreme như thế này đó, thì thôi anh em chúng ta chịu khó không đuổi theo cụ B nữa, đợi cụ B giảm đã. Về mặt khung thời gian trade của chúng ta là khung thời gian daily, khung thời gian ngày thì sao, thì bây giờ chúng ta sẽ có sự điều chỉnh, đó là bây giờ cái vùng mua nó sẽ nằm ở dưới này, vùng mua nó sẽ nằm ở dưới này. Thì ở đây chúng ta thấy Bitcoin đang nhận được sự support ở cái vùng này. Cái vùng này là cái swing lâu, cái đáy cũ nằm ở đây. Ở đây thì trong tuần này chúng ta sẽ có thể tiếp tục mua ở quanh cái vùng 60.000 này, quanh cái vùng 60.000 này. Vì đây nó là một cái hợp lưu của cái gì? Hợp lưu là cái sự kết hợp đó. Kết hợp giữa thứ nhất là cái đáy cũ ngay đây, nơi chúng ta đã có một cái cú đẩy lên rất là mạnh và đẩy lên giá tạo đỉnh cao mới ở đây. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái vùng số tròn 60.000, thì như đã nói là chúng ta thường xuyên thấy Bitcoin phản ứng rất là tốt xung quanh các vùng số tròn. Thì ở đây một lần nữa chúng ta sẽ kỳ vọng cái vùng số tròn 60.000 này sẽ là cái bệ đỡ dành cho Bitcoin ở trong cái đợt điều chỉnh giảm vừa rồi, thì giảm tới đây nè. Vừa rồi thì chúng ta thấy là đã có một cái đợt điều chỉnh giá về sát 60.000, đây 60.000 mấy đó. Ở đây chúng ta đã thấy giá bật ngược trở lên rất là mạnh, và hai cái thanh nến này ráp lại với nhau thì chúng ta có một cái mô hình nến chúng ta gọi là Treasure Bottom, tức là cái mô hình nến đáy đôi. Thì cái mô hình nến đáy đôi này xác nhận là có một cái lực mua rất là tốt từ phía dưới này. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta đợi mua Bitcoin từ phía dưới này. Nếu mà chúng ta kẻ thêm cái đường trendline đây thì chúng ta có thể đợi trigger khi mà giá break lên phía trên này, thì nó sẽ có một cái áp lực mua rất là tốt.
Ngược lại thì chúng ta mua mà chúng ta lên tới vùng phía trên này thì chúng ta không không đuổi nữa nha anh em, không theo không mua đuổi nữa, tại vì ở đây đã là một cái vùng kháng cự rất là mạnh, kháng cự đỉnh cũ rất là mạnh. Thì đại khái bây giờ Bitcoin chúng ta có thể xem xét là nó đang ở trong một cái trend range, tức là một cái vùng giá đi ngang như thế này đó, một giá đi ngang như thế này thì chúng ta sẽ mua phía dưới này. Còn trong trường hợp giá break ở đây thì đi xuống thì chúng nếu mà chúng ta đo lường, chúng ta gọi là đo lường mục tiêu giá, thì nó có thể, nếu break xuống này nó có thể giảm một cái mốc khá là sâu về tận phía dưới này, về tận tới 40 mấy ngàn. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta có thể giờ mua quanh cái vùng số tròn 50 ngàn này, nó cũng là một vùng PPZ hợp lưu với cái vùng số tròn 50 ngàn, nó có thể là cái một cái rào cản hỗ trợ dành cho Bitcoin ở phía dưới, và trường hợp rớt về dưới đây thì chúng ta cũng có thể mua vào. Thì đây là hai cái kịch bản cho Bitcoin trong tuần tới. Giờ chúng ta sẽ đi qua cái này là ETH, Ethereum. ETH thì trong tuần vừa rồi chúng ta có hai kịch bản mua dành cho ETH. Thì kịch bản thứ nhất là chúng ta mua ở vùng vùng trên này. Kịch bản thứ hai là mua ở vùng dưới này. Thì chúng ta thấy cái vùng mua phía dưới này của chúng ta đã giúp bắt đáy thành công, giá bật lên ngay từ vùng mua bật lên phía trên này. Như vậy chúng ta đã có kèo bắt đáy thứ ba thành công ở trong cái trading ID tuần vừa rồi dành cho ETH. Rồi chúng ta sẽ phân tích khung thời gian tuần. Chúng ta thấy ETH có tuần giảm giá thứ hai liên tiếp, nhưng mà cái tuần này với cái thanh giá giảm và kéo ngược lên như thế này thì cái áp lực mua nó vẫn còn ở phía dưới. Nhưng mà ETH được hơn Bitcoin ở chỗ là ETH đã thoát khỏi cái trạng thái chúng ta gọi là overbought, khi cái thanh giá tuần vừa rồi nó đã kéo ngược xuống và đóng cửa ở phía dưới biên trên của cái candle channel. Như vậy thì cái lực giảm nó có thể dịu lại hơn so với Bitcoin, và chúng ta có thể đâu đó chúng ta canh mua phía dưới này khi mà cái đường EMA20 nó tăng lên phía trên này và nó bắt kịp giá, và nó sẽ tạo thành một cái dynamic support, tức là một cái vùng hỗ trợ động dành cho giá. Thì ở đây chúng ta có thể sẽ mua vào dành cho ETH, và cái cấu trúc biểu đồ thì ETH vẫn đang trong xu hướng tăng thôi, và chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta gọi là buy low, tức là mua từ phía giá thấp hơn. Rồi chúng ta sẽ mua cho ETH thì chúng ta thấy gì, cấu trúc biểu đồ thì chúng ta thấy vùng này như này vẫn sẽ là vùng mua hiệu quả ha. Hai cú bật lên từ đây đều từ vùng này, một cú và hai cú. Trong trường hợp ETH giảm giá sâu hơn thì sao, giảm giá sâu hơn thì sao, do cái trend tăng ở khung thời gian tuần nó vẫn còn đang rất là mạnh, với các áp lực mua rất là mạnh, thì khung thời gian ngày chúng ta hoàn toàn có thể đợi một cái cú pullback từ về phía dưới này để mua. Thì chúng ta thấy ETH ở đây thì ngoài nó là một cái vùng PPZ thì chúng ta còn có thể thấy là cái hỗ trợ rất là mạnh từ số tròn 3 ngàn. Thì số tròn với một cái số tròn tròn ngàn như thế này thì ETH cũng là một cái, nó có một cái hỗ trợ rất là tốt ở đây, giá có thể sẽ bật lên đây một lần nữa đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể kẻ được một cái đường trendline đây để gọi là thêm yếu tố để trigger cái trade này. Thì ở đây nếu mà retest một lần nữa thì chúng ta sẽ có mô hình chúng ta gọi là double bottom, tức là hai hai đáy ở đây, một đáy ở đây và hai đáy ở đây. Thì lúc đó mô hình hai đáy là một mô hình đảo chiều tăng giá, thì chúng ta có thể chờ mua ở phía dưới. Rồi chúng ta đi qua con hàng cuối cùng chúng ta phân tích trong ngày hôm nay, đó là BNB, Binance Coin. Thì BNB trong tuần vừa rồi chúng ta có hai vùng mua ở đây và vùng mua ở đây, thì kết cục chúng ta lại bắt đáy thành công cho một con hàng nữa, tức là chúng ta đã bắt đáy thành công với BNB khi BNB bật vào cái vùng mua của chúng ta ở đây, và nó bật ngược trở lên, nó bật bật ngược trở lên xung quanh 500 và bật lên tới gần 600 luôn. Thì là điều này đã giúp chúng ta bắt đáy thành công. Rồi chúng ta sẽ phân tích khung thời gian tuần dành cho BNB. BNB chúng ta thấy thanh giá trong tuần vừa rồi vẫn mặc dù giảm, cắt đứt cái chuỗi 2, 4, 6 tuần tăng giá liên tục rồi, nhưng mà bằng một cái thanh giá giảm, nhưng mà thanh giá giảm đó thực chất nó cũng vẫn thể hiện cái áp lực mua, vì cái bóng dưới của nó rất là dài và đóng cửa gần đỉnh. Điều này cho thấy là gì? Người ta vẫn mua, anh em vẫn mua phía dưới này mạnh khi giá đẩy xuống phía dưới này và kéo ngược lên, thì cái lực mua vẫn rất là ok. Nhưng mà một cái vấn đề cho BNB mà chúng ta vẫn có thể thấy, đó là giá đang vẫn nằm ngoài biên trên của cái candle channel y hệt như cái thanh giá trước, nghĩa là cái khả năng điều chỉnh giảm nó vẫn cao hơn điều chỉnh tăng, vì cái trạng thái overbought hay chúng ta gọi là trạng thái extreme của nó, cực độ của nó vẫn còn đang được duy trì. Như vậy việc mua đuổi phía trên này nó sẽ hơi kém khôn ngoan chút xíu, nó sẽ dễ dẫn tới việc điều chỉnh giá xuống. Và khi chúng ta nhìn qua bên trái, giống như cái câu mà chúng ta hay nói với nhau, đó là look left to trade right, nhìn qua bên trái để mà trade phía bên phải bên này, nhìn bên trái tức là nhìn vào quá khứ, thì đây là cái những cái vùng kháng cự dành cho BNB, kháng cự đỉnh cũ rất là mạnh ở đây, ngay bên dưới cái vùng giá khoảng dưới 700. Thì chúng ta sẽ không dại gì mà chúng ta mua đuổi ở phía trên này nữa, càng gần 700 thì chúng ta càng né ha. Rồi, tốt nhất cho BNB đó là bây giờ chúng ta vẫn mua mà chúng ta đợi một cái nhịp hồi xuống. Ok,
Thì anh em sẽ làm như thế nào với BNB? Thì BNB chúng ta sẽ cái kịch bản chính vẫn là tiếp tục mua xung quanh cái vùng số tròn, vùng số tròn 500 này. Chúng ta có kỳ vọng là mua hình hai đáy, double bottom ở đây một cái và ở đây một cái. Còn nếu giá giảm sâu hơn thì thôi chúng ta đợi cái BBZ tiếp theo thôi. BBZ tiếp theo này nó có thể nằm ở đây xung quanh cái đỉnh cũ này và cái vùng số tròn 400, thì chúng ta vẫn có thể mua nó ở phía dưới này, mua nó phía dưới này với một cái nhịp pullback rất là sâu xuống phía dưới đó. Thì đây là cái kịch bản dành cho anh BNB. Rồi chúng ta đã phân tích xong tất cả những thứ trong hôm nay, từ vàng, forex tới crypto và tới USD index, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ bắt đáy trong tuần vừa rồi của chúng ta khá là cao, tới 4-5 con hàng gì đó chúng ta bắt được đáy, và chỉ có Bitcoin là chúng ta bị quét dừng lỗ một phát thôi, còn lại là chúng ta đã bắt đỉnh đáy khá là nhiều. Thì cũng rất là may mắn chúng ta đã được bà độ trong tuần vừa rồi để lập được cái trading plan rất là tốt. Và anh em lưu ý luôn, trading plan nó là một cái kế hoạch của chúng ta, nhưng mà trong thực tế nó có thể có những cái sự khác biệt và chưa chắc chúng ta đã làm được đúng trading plan trong thực tế. Nhưng việc lập trading plan nó rất là quan trọng, vì nó giúp cho chúng ta định hình được là chúng ta sẽ làm gì trong những cái bối cảnh thị trường, những cái điều kiện thị trường nó diễn biến tới đây. Thì anh em hay có câu là không lập được kế hoạch nghĩa là đang lập kế hoạch để thất bại đó. Thất bại trong việc lập kế hoạch nghĩa là đang lập kế hoạch để thất bại. Chúng ta không có kế hoạch cụ thể nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị fail, chuẩn bị thất bại. Thì đó chỉ là một chút đạo lý vào cái giai đoạn cuối của video clip thôi. Thì hy vọng là video clip trong tuần này với những cái trading idea trong tuần này nó có thể tiếp tục giúp ích cho anh em như trong tuần vừa rồi, với những cái con hàng bắt đỉnh bắt đáy giống như mong muốn của anh em. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe tới giai đoạn này của video clip, và hy vọng là anh em nếu có trading idea, có những cái ý tưởng, những mong muốn gì, anh em có thể comment xuống bên dưới để Team Trader Việt tiếp tục support, tiếp tục chia sẻ những cái ý tưởng đó, hỗ trợ cho anh em nhiều hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn anh em và chúc anh em một cái cuối tuần thật là an lành bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần tới. Xin tạm biệt.